thể nói như thế được, ngồi nhỡ nó ngủm rồi sao mà nhắn tin được. Có thể chết rồi sao? Ví dụ như nhảy lâu thôi nè, bị điện giật nè, xe tăng nè, xe tăng cán nè, rớt máy bay nè, ai thì chết là nhiều lý do vậy luôn hả? Chuyện gì cũng đang nghĩ theo chiều hướng xấu đi, anh ấy vẫn yêu mày mà. Wow, lòng tao nhẹ hơn rồi. Ta sẽ bày cách cho tụi bay kiếm người yêu. Người đẹp làm bà xã anh không? Không được. Và anh có thể làm ông xã em không? Không được, cút. Ây dồ, được không em? Không được. Được không? Không được. Được không hả? Ông sẽ... Thì thôi, về nhà. Đi bao nhiêu? 300k, em sao? Em 500. Em đi nhiều thế làm gì? Em dám ăn hòa vốn mà. Một mình em chắc chắn ăn không hòa vốn đâu. Đã làm theo anh, tha tuyệt đừng ngồi cùng bàn. Sao vậy? Nếu cái bàn lớn thì ngồi cùng. Ừ? Món ăn nửa bàn đối diện không ăn được, chúng ta chỉ ăn được một nửa bàn thôi. Vậy em ngồi đối diện anh. Đúng, chính xác. Chúng ta cấp đồ ăn full nửa bàn, sau đó đưa nhau ăn. Uống nước ít lại. Đặc biệt đừng uống nước có ga, sẽ no sớm. Chúng ta sẽ cùng ăn sạch một bàn luôn. Đừng vội, còn một bàn nữa mà. Còn một bàn nữa hả? Em quên rồi à, sớm hết tiệc thì còn bàn người nhà nữa mà. Dọn ra cho gia đình ăn nữa chứ. Đúng, bàn đó đồ ăn ngon. Trời, bàn đó đồ ăn siêu ngon luôn, ngon xịn luôn đó. Chúng ta đều là bà con mà, chúng ta phải ghé qua. Chú rể là bạn trai cũ của em, cô dâu thì bạn gái cũ của anh. Mẹ đấy cũng thương em. Ba em ấy cũng thương anh nữa, ăn no và ăn ngon, chúng ta làm cả hai nhé. Tuyệt vời, đói quá. Đúng trạng thái này nè, khi ăn thì cứ thể hiện hết mình nhé, là mọi người nhường mình ăn hết nè. Ăn cho hết, ăn ngập mà. Ăn hết, ăn sạch sẽ luôn. Em ra ngoài xíu nha. Anh đưa em đi. Đi bộ khỏe hơn. Lần này mình phải đưa em ấy đi, không là sẽ bị giận á. Anh đưa em đi nhé. Dạ ok. Chắc em ấy đói rồi. Em muốn ăn cái gì? Gì cũng được. Em ấy chắc chắn là muốn ra ngoài ăn. Hay chúng ta đi ăn lẩu nhé. Sao cũng được. Hôm nay em ấy không muốn ăn lẩu. Em lấy thêm anh sẽ dẫn em đi ăn gì nè? Hả? Thịt nướng hả? Đúng, thịt nướng. Thôi đi, quán đó mắc lắm. Em ấy nói mắc vậy thôi nhưng vẫn muốn đi ăn. Anh đã đặt bàn rồi. Thật không? Thật, đi thôi. Cãi nhau không? Tao là không bao giờ nổi nóng. Khi bị khác quan điểm thì sao? Thì ngồi xuống cùng trao đổi. Rồi mày nói thế nào? Mày muốn chết theo kiểu nào? Alo. Anh đây, anh nhớ em rồi. Anh lại uống nữa à? Ừ. Có chuyện gì? Có thể gửi hình của em cho anh không? Anh muốn nhìn thấy em. Ok. Cảm ơn em. Cuối cùng cũng nôn ra rồi. Người cũ kết hôn mày để phong bì bao nhiêu? Tao để 2 triệu. Wow, sập dữ. À, tới con này tháng tao để 50 triệu kìa. 50 triệu? Đừng nói là con của. Ê à, thì đó, mày cũng nghĩ vậy. Chồng nó cũng nghĩ thế. Thế là thằng đó đưa con đi giám định DNA đi. Rồi kết quả sau đó là? Kết quả là cho dù thằng đó có xin lỗi thế nào thì em ấy nó cũng ghi nó suốt đời thôi. Lại hại. Yukui này. Dạ sếp. Anh cần trao đổi với em về việc điều chỉnh cái dự án này. Dạ anh, em nghe theo anh hết. Không phải, anh cần trao đổi với em về điều chỉnh nội dung dự án. Anh nói sửa thế nào thì sửa thế ấy ạ. À? Ấy, không phải anh nói sửa thế nào sửa thế ấy. Công ty mời em về làm, em phải có chính kiến riêng trước, biết không? Sếp, anh hỏi lại em lần nữa đi. Yuki, anh trao đổi với em về việc điều chỉnh dự án. Không có trao đổi gì hết, không có sửa gì hết. Sếp, em muốn xin thôi việc. Tăng lương cho em. Nhà em xa quá. 2 triệu. Mỗi ngày còn phải tăng ca. 3 triệu. Em còn phải đi quay clip. 5 triệu. Ok sếp. Sếp ơi, em muốn xin nghỉ việc. Ok. Không phải lúc nãy em đi qua phòng tài vụ làm thủ tục hả? Không phải đâu. mai không cần đến công ty nữa. Thôi được rồi, em có thể giảm một xíu. Ok. Ai ố thì mà. Ê, em trai, cần gì nào? Bến xe dự phòng bao nhiêu tiền? 700. Mắc quá vậy? Em gì ơi, em quay lại đi. Mắc thì em trả giá 700, không trả được em trả khách ngữ. Mà còn mắc thì em trả 600. Trả giá được mà, vui mà em trai. Vui đi em trai. Có thể trả giá hả? Ừ. Vậy dự phòng bao nhiêu tiền? 700. 650 bán không? Bán không đúng. Đúng, không đúng. 650 là xong thôi hả? Anh phải nói 600 chứ. 650 anh đồng ý rồi thì trở thành 600 chi nữa. Không đúng, không đúng. Nó không đúng chút nào. Không đúng. Đúng, chắc chắn đúng. Để em suy nghĩ lại. Không đúng, hồi nãy anh kêu 700 trước đúng không? Đúng. Lần này em kêu số trước. Ok, vậy em kêu số trước đi. 700 bán không? Bán. Em đụng chúng anh rồi nè. Lên tiếng. Anh ơi, anh ăn vạ lộ liễu quá nha. Không chuyên nghiệp chút nào. À mà kệ, em không đưa anh 20 triệu đường hồng đi nha. Alo, ba hả? Chuyển cho con 2 tỷ nha. Vô, mày xạo hả? Nghĩ sao đi chiếc xe đạp cool thế này? Mà có 2 tỷ hả? Giả bộ hả? À, mọi người ơi, đàn ông con trai mà đánh phụ nữ nè. Gãy tay luôn rồi nè. À, đừng ra nữa. Tao chịu thua, tao chịu thua. Trước tiên kìa, trước tiên kìa. Mọi người ơi, trước tiên kìa. Anh ơi, tiền này là tiền cho chị dâu khám bệnh mà. Anh đừng có lấy nữa nha. Chính anh ơi, em cầu xin anh mà. Cho mày. Mày giỏi lắm.